تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني تلقى أخاك بوجه طلق. نعم، تتبسم يعني لا تكون عبوس الوجه. نعم. Một nụ cười trên gương mặt của bạn thì đó chính là một cái điều gì đó gọi là từ thiện đối với những người anh em khác. لأن عندما تتبسم في وجه أخيك وتلقاه بوجه طلق هذا لك عند الله أجر. نعم. Và khi ta mỉm cười, khi chúng ta gặp một người anh em nào đó hay là chúng ta có một niềm vui nào đó, chúng ta mỉm cười với người anh em đó thì đối với Allah đó chính là một ân phước. نعم. تلقاه بفرح وسرور. Và hãy gặp những người anh em Muslim bằng niềm vui và hạnh phúc. نعم.